Các bạn thân mến, chị quay trở lại cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì là sao? Bởi vì là admin ấy vừa có đăng một cái bài viết, đúng không? Đó là: ôi chị ơi, kiểu nhớ giọng chị Hiên quá các thứ. Và không hiểu tại sao mà các em lại vào kiểu bão like cái bài đó luôn á. Thế nên là bạn admin, bạn ấy đã ngay lập tức nhắn tin cho chị và gọi cho chị, dựng chị dậy và nói rằng là: chị Hiên ơi, chị không còn thời gian để chị nghỉ ngơi đâu, chị dậy và phát trực tiếp cùng với các bạn ấy đi. Thế nên là hiện tại bây giờ chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em. Và chị hy vọng là ngày hôm nay với sự xuất hiện của chị ở đây thì sẽ không làm phiền gián đoạn cái việc học của các em nhá. Được không nào? Gửi lời chào tới chị nhá. Xin chào Minh Anh, xin chào Quỳnh Tú, xin chào Nguyễn Huyền. Em đang chép bài à? Xin chào Việt Trinh, xin chào 250 bạn đang xem phần livestream của chị. Xin chào các bạn, xin chào Mai Nhi, xin chào em. Xin chào các bạn. Chị đang pha cà phê, sao em chuẩn thế, sao em biết? Sao em biết? Xịn đấy nhở, chị làm cái gì biết là sao ta? Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay, cùng với một cái bài văn để các bạn tham khảo. Hôm vừa rồi thì không biết là các bạn đã nhìn đề thi thử của thành phố Hà Nội chưa? Phân tích nhân vật người hàng trái đi chị. Các bạn ơi, hôm vừa rồi các em đã xem cái đề thi thử của thành phố Hà Nội chưa? Ừ, xin chào các bạn nhá. Xin chào các em. Hiện tại đã có khoảng 300 bạn đang xem cái phần livestream này rồi và chị rất là vui, bởi vì là các bạn đã kiểu như là rất là hưởng ứng cái phần livestream này mỗi khi mà chị phát trực tiếp. Đó là điều mà chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà chị nghĩ là không phải ai cũng có những cái sự may mắn như thế giống như chị, đúng không? Ừ, ok, xin chào các bạn. Xin chào Tuyết này, xin chào Trúc này, xin chào Huyền này. Ok, các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị. 300 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhá. Trời ơi, vừa nói xong 300 bạn bắt đầu là 300 bạn luôn rồi. Hello các em. Bây giờ là 325 bạn rồi. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau nhá. Không để mất thêm thời gian của các bạn nữa nhở. Chúng mình sẽ có một cái bài văn tham khảo trong buổi tối ngày hôm nay, được không nào? Và chị hy vọng là với cái bài văn tham khảo này á, thì các bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều thứ cho bản thân các em. Và sau đó thì các bạn sẽ viết thật là nhiều những cái bài văn hay cùng với chị nhá, được không? Ok. Chị nhìn thấy rồi. Điều nhỏ bé phi thường. Rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Chị thấy ở đây ngày hôm nay có rất là nhiều bạn đang hỏi chị về người đàn bà hàng chài, đúng không nào? Và ngày hôm nay thì theo cái nguyện vọng của các bạn, chị sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái ý về người đàn bà hàng chài, được không? Nếu như mà các bạn cảm thấy hay thì hãy like và hãy share cho chị nhá. Ok, chị sẽ đáp ứng yêu cầu của các bạn ngày hôm nay, đó là người đàn bà hàng chài. Được chưa nào? Chị không có chiều ai mà giống như là chiều các em đâu, chị nói thật đấy. Không có chiều ai mà giống như chiều các em đâu. Chính vì thế mà các bạn còn không ủng hộ chị nữa thì chị cũng không biết là còn cách nào nữa. Nhưng mà trước tiên để chị bình tĩnh lại đã. Chị bình tĩnh để chị share cái phần phát trực tiếp này về trang cá nhân để mọi người cùng vào xem đã nhá. Được không nào? Đợi chị một chút xíu nha, ok chưa? Hiện tại đã có hơn 400 bạn rồi, sao các em thức khuya thế? Hả, không định học hành để ngày mai đi học à? Hôm vừa rồi ở trên fanpage đã đăng một cái bài là bỏ điện thoại xuống để học bài đi rồi mà hôm nay vẫn còn cầm điện thoại à? Hả? Rồi, người đàn bà hàng chài, được chưa? Đúng yêu cầu và nguyện vọng của các em chưa? Rồi quay trở lại cùng với chị nhá. Rồi đây, người đàn bà hàng chài.
Được không ạ? Ok, chị nhớ các kiểu. Giống như kiểu là chị đáp ứng cho các em xong ấy, là kiểu các em rất kiểu vui mừng vì điều đấy ấy. Mai có dậy sớm chứ các em ơi? Có, mai có nha. Ở đây ai sẵn sàng mai dậy cùng với chị ạ? Mai chị sẽ tổng ôn cho các bạn về văn xuôi. Ngày mai có ai sẵn sàng dậy sớm cùng với chị không? Giơ tay chị xem nào. Có ai sẵn sàng dậy sớm cùng với chị không? Ngày mai có ai? Có ai sẵn sàng dậy sớm cùng với chị không? Nếu như mà có khoảng 1.000 bạn sẵn sàng dậy sớm cùng với chị ok luôn. Sao? Chị Ly là chị nào ấy? Chị không biết nên là chị đang hỏi ấy. Nào các bạn ơi. Hình ảnh đếm ngày thi thì sao ngủ được à? Nào, mai có ai? Nào thử xem là có đông đảo không để kiểu bắt đầu nào. Các bạn ơi, xem có nhiều người không để mai bắt đầu sẵn sàng luôn nào. Chị thì lúc nào cũng rất là thoải mái, chị dậy sớm ok luôn, không vấn đề gì. Mai lai đất nước nha chị yêu. Mỗi người có một yêu cầu nhỉ, không biết làm cách nào. Nào để xem có được độ 1.000 bạn không nào. Ok các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau như đã hứa nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau với hình ảnh của người đàn bà hàng chài. Được không ạ? Với hình ảnh của người đàn bà hàng chài, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau ngay ở trong buổi tối ngày hôm nay. Được không ạ? Rồi. Chị sẽ cùng chia sẻ với các bạn về nhân vật người đàn bà hàng chài, bởi vì chị tin rằng là có rất là nhiều bạn đang băn khoăn về cái bài này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cùng với nhau luôn nhá. Và chị muốn là các bạn sẽ tập trung nhá. Các em sẽ tập trung ghi lại tất cả những cái gì mà các bạn cần ghi mà chị chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Ok không ạ? Và nếu như mà muốn tham khảo nhiều tài liệu hơn thì đừng quên sổ tay văn học của chị Hiên nhá. Rất là xinh, rất là xịn sò. Ok chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Người đàn bà hàng chài. Các bạn thân mến, người đàn bà hàng chài ở trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu chẳng được nhà văn đặt cho một cái tên, nhưng mà lại gây được ấn tượng rất nhiều với người đọc. Phải chăng là tác giả đã mờ hóa tên tuổi của người đàn bà đó để tô đậm một số phận? Đó là số phận của những người phụ nữ hàng chài nghèo khổ, lam lũ, nhọc nhằn, đầy cam chịu và nhẫn nhục. Người đàn bà ấy xuất hiện trong một khung cảnh khá đặc biệt. Đây, chị đang nói về phần, đây là cái phần mà cách giới thiệu nhân vật đây. Nhá, các bạn ơi, cách giới thiệu nhân vật nhá, chúng ta sẽ tiếp tục này. Người đàn bà ấy xuất hiện trong một khung cảnh khá đặc biệt. Khi mà nghệ sĩ Phùng đang say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp đắt như trời cho mà anh đã phát hiện được trên mặt biển mù sương. Đó là cảnh một chiếc thuyền lưới ẩn trong biển sớm. Anh cho rằng đó là một vẻ đẹp hiện thực giản đơn và toàn bích. Một chân lý của sự toàn thiện. Để rồi khi chiêm ngưỡng khung cảnh đó thì chúng ta thấy rằng là nghệ sĩ Phùng đã cảm thấy tâm hồn của mình bỗng trở nên rất là thánh thiện và trong ngần. Tuy nhiên, khi chiếc thuyền ngoài xa đâm thẳng vào bờ, hai vợ chồng hàng chài bước từ trên thuyền xuống vào bờ thì người nghệ sĩ nhiếp ảnh đã vô cùng ấn tượng bởi vẻ bề ngoài và những cái hành động vô cùng kỳ lạ của họ. Chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn. Chúng ta biết rằng là tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu ra đời trong một bối cảnh lịch sử vô cùng đặc biệt. Tại sao chị lại nói với các bạn là cái tác phẩm này ra đời trong một cái bối cảnh lịch sử vô cùng đặc biệt? Năm 1983, đây là cái thời điểm mà đất nước đang bước vào công cuộc đổi mới. Và chúng ta có thể thấy rằng là những cái gì mà người nghệ sĩ chú tâm vào viết bây giờ không còn nhiều là hình ảnh người lính, không còn nhiều là ca ngợi những cái chiến thắng nữa rồi,
Mà bây giờ họ quan tâm nhiều hơn tới gì nhỉ? À, bây giờ họ quan tâm nhiều hơn tới những cái nỗi lo âu thường trực. Đó là đời sống nhân sinh, đó là cơm áo gạo tiền, đúng không nào? Và rất là nhiều thứ khác nữa. Thế nên bây giờ ngòi bút của người nghệ sĩ đã có cái sự thay đổi. Nguyễn Minh Châu cũng đã có được một cái sự chuyển mình phù hợp ở trong cái giai đoạn đó, đúng không nào? Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ cùng nói về ngoại hình của nhân vật này. Và các bạn đều biết là khi mà chúng mình phân tích về nhân vật thì ngoại hình đóng một vai trò cực kỳ là quan trọng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích nhân vật nhá. Người đàn bà hàng trai có ngoại hình cao lớn, khuôn mặt có nhiều vết rỗ chằng chịt, tấm lưng áo bạc phếch và có nhiều vết vá. Đặc biệt đôi mắt của chị, một đôi mắt mệt mỏi vì thức kéo lưới suốt đêm. Ngoại hình đó đã gợi cho người nghệ sĩ ấn tượng về một cuộc đời lam lũ nhọc nhằn vất vả của người đàn bà hàng trai. Chúng ta chỉ cần nghe về người đàn bà hàng trai này, gọi là nghe qua về ngoại hình thôi, là chúng ta đã có thể thấy được rằng là đây là một con người mà rất là vất vả rồi, đúng không ạ? Cái sự lam lũ hiện rõ trên gương mặt, sự lam lũ vất vả mệt nhọc hiện rõ trên cả cái cách mà chị ấy đi, cách gì ạ, cái gương mặt này, rồi thì cách ăn mặc, tất cả đều bộc lộ lên đó là một cái sự lam lũ, một cái sự vất vả. Có vẻ như là cái cuộc sống mưu sinh của người đàn bà này trên con thuyền gặp rất là nhiều khó khăn chăng? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nhé. Và rồi người nghệ sĩ nhiếp ảnh đã thực sự kinh ngạc và bất ngờ đến mức vứt chiếc máy ảnh xuống đất khi thấy người đàn ông đi cùng người phụ nữ đó rút ra một chiếc thắt lưng quật tới tấp vào người đàn bà, vừa đánh vừa chửi rủa. Những tưởng là người đàn bà này sẽ né tránh hoặc kêu la, nhưng không, chị cam chịu nhẫn nhục, không van xin, không chống lại. Chị chấp nhận đòn roi như đó là một điều tất yếu trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, đâu ai biết được rằng ẩn chứa sau sự cam chịu đó là một nỗi đau dày vò, vừa nhục nhã vừa tủi hổ, vừa căm phẫn vừa yêu thương. Chị không khóc khi bị chồng đánh, không van xin khi những trận đòn roi giáng xuống. Vậy mà chị lại khóc khi mà thằng Phát, đứa con của chị, vì thương mẹ đã đánh lại cha để rồi nhận lấy hai cái tát của cha. Chị đã van xin Phát không được đánh bố nó. Nhân tiện là đang chia sẻ đến phần này thì chị xin được đọc cho các bạn nghe một cái bài thơ mà chị đã viết. Đây là một cái bài thơ mà chị rất là tâm đắc khi mà chị đọc xong Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, và chị đã viết bài thơ này. Chị hy vọng là các bạn sẽ thích, và các em ơi, chị mong là các bạn hãy chia sẻ giúp chị phần livestream này nhá. Vừa rồi đã có hơn 500 đối thủ vào học cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay rồi đấy. Nên là chị vẫn là mong là các bạn có thể tiếp tục chia sẻ giúp chị, được không nào? Đó cũng là một cái cách để tăng cái động lực cho chị Hiên cố gắng hơn nữa trong cái quá trình mà đồng hành cùng với các em trong 2 tháng còn lại, đúng không nào? Các bạn ơi, đây, bài thơ mang tên là Mẹ ơi đừng sợ, được không ạ? À? Đây là một cái bài thơ mà chị đã viết dựa vào những cái cảm xúc của mình khi tìm hiểu, khi đọc và tìm hiểu về Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, được không ạ? À? Bài thơ như thế này: Mẹ ơi đừng sợ, dựa theo chuyện Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Mẹ đừng giấu con rằng những vết thương kia là do sơ ý. Mẹ đừng nói với con rằng những thâm quầng trên mắt là mẹ không ngủ được trong những ngày biển động bão to. Mẹ đừng nói dối con rằng mẹ vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống này, trên thuyền, với chúng con và với người đàn ông con đang gọi bằng bố. Có những bí mật mẹ đang giấu con nhưng vẫn lộ, con sẽ không im lặng đâu. Con đã nhiều lần nhìn thấy rất lâu mẹ đang ngồi kia và khóc. Đôi vai của mẹ gánh gồng bao khó nhọc. Mẹ nói xem con sẽ lờ đi không biết hay phải làm gì. Rất nhiều lần mẹ dối chúng con để bố cùng mẹ lên bờ lo một vài công chuyện. Công chuyện là gì mà con không biết? Công chuyện cầm thắt lưng và đánh vào mẹ hay sao? Không, nhất định chẳng thể nào. Tại sao bố lại cầm roi đánh mẹ, vừa chửi vừa kêu vừa quất lẹ để mẹ chịu đau? Mẹ ơi, sao mẹ không kêu? Sao mẹ không chống trả như cách mẹ dạy chúng con mạnh mẽ? Sao mẹ chỉ lặng im rồi thở nhẹ, chịu những đòn roi? Thực lòng chẳng thể khuất mắt trông coi. Con lao đến ngăn người ta lại,
Mà sao mẹ thét lên rồi khóc mãi? Con làm tim mẹ rỉ máu rồi. Cuộc đời của mẹ là những nổi trôi, những tháng năm dài với tủi hờn nước mắt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dừng lại, đập vỡ nhà mình. Mẹ vì chúng con mặc kệ chuyện bất bình. Mẹ yêu chúng con, mẹ không sợ đòn roi của bố. Mẹ sợ bố đi rồi không còn ai chống đỡ trong những ngày biển động bão to. Mẹ sống bằng những hạnh phúc nhỏ thôi, là việc nhìn chúng con ăn no khôn lớn, là việc dạy cho chúng con nhất định không được hỗn với người sinh ra mình. Con đã thực lòng rất bất bình, và cho đến giây phút này vẫn thế. Dẫu rằng có được nghe mẹ kể về lý do của chuyện ngày xưa, người ta bảo mẹ bỏ bố con đi mà mẹ vẫn khăng khăng chẳng chịu, rồi thì sau này những đớn đau vẫn tiếp tục đớn đau, cho đến khi nước mình cải cách, nhà mình no ấm hơn, bố không còn hờn trách rằng tôi khổ quá, tôi phải đánh cô. Con phát đây mẹ ơi, con lớn khôn rồi, được mẹ cho học hành, các em con cũng thế. Câu chuyện nhà mình bây giờ vẫn còn trong bức ảnh bác Minh Châu kể lại cho con. Những chuyện đau lòng này với người khác là chuyện còn con, nhưng cuộc đời này con luôn ghi nhớ những đòn roi đớn đau của mẹ đánh đổi cho hạnh phúc của con bây giờ. Nhớ có lần con thủ thì, mẹ ơi đừng sợ, con trai của mẹ vẫn ở đây. Nhìn thấy lấp lánh trong đôi mắt gầy, mẹ của con lại khóc. Cảm ơn mẹ vì tất cả, vì tuổi thơ, vì tình yêu, vì những vết thương của mẹ, vì sự khoan dung, chở che, độ lượng và tha thứ. Con sẽ yêu thương cô ấy như cách mà mẹ yêu con. Các bạn thân mến, đây là một cái bài thơ mà chị viết mượn lời của nhân vật Phát, là con trai của người đàn bà này, sau 15 năm, tức là khi mà Phát đã khôn lớn rồi. Và chị nghĩ là phần nào thì các bạn cũng cảm nhận được. Chị nghĩ là các bạn cũng phần nào cảm nhận được về những điều mà chị muốn chia sẻ với các bạn, và những cái cảm xúc mà chị có được khi mà tìm hiểu về Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Lại thêm một lần nữa, nhắc cho các bạn nghe về một cái thông điệp mà chị vẫn thường nói với các em. Nguyễn Minh Châu luôn luôn tâm niệm vào trong cuộc đời của mình rằng là văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm, và tâm điểm chính là con người. Thế nên là suy cho cùng là chúng ta có đi đâu đi chăng nữa thì văn học vẫn theo chúng ta bằng một cách nào đó, bằng một những cái cảm xúc nào đó, và chị mong là các em sẽ yêu quý và trân quý nó. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về người đàn bà hàng chài nhé. Như sau: người đàn bà đó dù phải chịu sự đánh đập tàn bạo của người chồng vũ phu, nhưng nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Chánh Án Đầu và nghệ sĩ Phùng, chị nhất quyết không bỏ người chồng ấy. Chị không hề cam chịu một cách vô lý, nông nổi, một cách ngờ nghệch, mà thực ra chị lại là người rất sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời. Qua những giải bày của người mẹ đáng thương mới thấy nguồn gốc của sự chịu đựng hy sinh của chị chính là vì tình thương vô bờ bến dành cho những đứa con của mình. Chị không bỏ chồng vì ở trên thuyền chúng tôi cần có người đàn ông chèo chống cái phong ba để cùng làm ăn, cùng nuôi nấng đặng một sắc con. Phải sống cho con chứ không thể sống cho mình. Đặc biệt, khốn khổ là vậy, nhưng chị cũng cố chắt lọc được những niềm vui nho nhỏ giản dị trong cuộc sống gia đình. Và người đàn bà ấy coi đó là động lực, bám vào đó để tiếp tục sống và lo cho những đứa con của mình. Trên thuyền, chúng tôi có những lúc vợ chồng, con cái hòa thuận, sống hòa thuận vui vẻ. Nhất là lúc nhìn đàn con tôi, chúng nó được ăn no. Ta thấu hiểu được tấm lòng của người mẹ chân chất chịu đựng, giàu lòng yêu thương con và một đức hy sinh, một vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Đâu có ai hiểu được rằng, mặc dù bị ngược đãi, nhưng người vợ vẫn chịu đựng bởi sâu xa. Trong trái tim của mình, trong suy nghĩ của mình, chị hiểu rằng là người chồng đánh mình cũng vì những cái lý lẽ rất riêng và rất đời. Trước đây anh ấy là một người hiền lành, lấy chị là một người đàn bà xấu xí, nhưng hết sức chăm lo cho gia đình. Bởi vì là đẻ nhiều quá, thế nên gia đình đông con, cuộc sống trở nên nghèo khổ túng quẫn, và đã khiến cho người chồng trở thành một người cục cằn và thô lỗ, biến vợ của mình thành đối tượng cho những trận đòn, cốt là chỉ muốn giải tỏa những cái áp lực ở trong cuộc sống mà thôi. Trong con mắt của người đàn bà đáng thương ấy, thì người chồng vũ phu kia
không phải là một cái kẻ mà đáng chết, không phải là một cái kẻ đáng ruồng bỏ, mà lại là nạn nhân của hoàn cảnh sống quá khổ cực, quá thiếu thốn, quá mệt mỏi. Và chị nhìn chồng mình với một thái độ thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, không hề oán hận. Thậm chí là trước tòa, chúng ta thấy rõ ràng là gì nhở? À, chúng ta thấy rõ ràng là chị còn làm gì? Chị còn bênh vực và bảo vệ chồng của mình. Và tất cả những cái điều đó, chỉ đến khi chị nói ra thì chánh án đầu và nghệ sĩ Phùng mới ngộ ra được cái nghịch lý của đời sống mà con người buộc phải chấp nhận. Phùng đã đánh nhau, tức là đã đánh người đàn ông đó để bảo vệ chị. Anh cao thượng, nhưng mà lại bị định kiến chi phối, nên lúc đầu anh đã phẫn nộ, sau đó khi mà lắng nghe cái câu chuyện này thì đã cảm thông và cảm thấy có một cái điều gì đó rất là hoang mang, và hình như là mình cần phải định hình lại mọi chuyện, đúng không ạ? Trong đầu của Phùng xuất hiện những cái hoài nghi về niềm tin của anh bị lung lay. Và người phụ nữ ấy quả thực là một người phụ nữ có tâm hồn rất thấu cảm, rất mạnh mẽ. Đâu đó ở trong này chúng ta thấy được hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu đức hy sinh và lòng vị tha. Nếu như mà nói về người đàn bà hàng chài ấy, thì có lẽ là ở trong chị chỉ có một cái đức tin duy nhất thôi. Đó là đức tin của bất cứ một người phụ nữ nào khi mà đã lấy chồng và sinh con rồi. Đó là đức tin của tình mẫu tử. Đối với chị thì những đứa con chính là nguồn sống. Và chị muốn nuôi dạy những đứa trẻ nên người. Sự hy sinh và chịu đựng của chị chỉ là sự chịu đựng trong thể xác, nhưng nó sẽ đánh đổi được trong tương lai của các đứa con, của những đứa con của mình. Và tất cả những đau đớn chị nuốt vào trong. Và chỉ nghĩ tới một điều duy nhất là những đứa con của chị cần một người cha. Con thuyền của nhà chị cần một người chèo lái, và chị thì cần một gia đình. Không phải là ngu ngốc đâu các em ạ, cũng không phải là ngờ nghệch đâu. Hơn ai hết, người phụ nữ này hiểu rằng là đó là cái điều mà chị phải trải qua. Những nghịch lý của cuộc sống không khiến cho trái tim của người phụ nữ này ngừng yêu thương, ngừng khoan dung, ngừng nhân hậu, ngừng hy sinh và ngừng vị tha. Thậm chí là chị còn yêu thương chồng mình và thương những đứa con của mình nhiều hơn trong cái hoàn cảnh như vậy. Người đàn bà này quả thực rất là mạnh mẽ, rất là dũng cảm và vô cùng thấu hiểu lẽ đời. Xây dựng hình tượng nhân vật người đàn bà hàng chài bằng với một cái tấm lòng yêu thương thì Nguyễn Minh Châu đã thực sự thành công khi vẽ ra được cái hiện thực đầy khắc nghiệt. Nhưng mà đó là những cái năm tháng dấp đời của thời kỳ đầu xây dựng đất nước, và đặc biệt là hình ảnh của những người dân lao động. Cụ thể hơn là hình ảnh của những người phụ nữ hàng chài nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung. Ok không ạ? Các bạn ơi, với cái phần chị chia sẻ ngắn gọn như vậy thì chị tin là các bạn cũng đã định hình ra được là người đàn bà hàng chài. Khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ phải làm rõ những cái gì rồi, đúng chưa nào? Chúng mình làm rõ cái gì nhỉ? Chúng mình làm rõ về lai lịch, về ngoại hình, về số phận, đúng không ạ? Sau đó nói về những cái phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà này, đúng không? Rồi, chúng ta có những cái phẩm chất tốt đẹp của người đàn bà này trước tiên là gì nhỉ? À, rất là yêu chồng và thương con. Cái thứ hai là gì nhỉ? Có một cái tấm lòng vị tha bao dung, đúng không ạ? Tiếp tục là gì ạ? À, là người gì nhỉ? À, là một người phụ nữ cực kỳ là thấu hiểu lẽ đời và vô cùng sâu sắc. Thì cứ bám theo những cái luận điểm như vậy các bạn triển khai giúp cho chị thôi. Ok chưa? Được không? Hơn 400 đối thủ đang xem phần phát trực tiếp này. Các bạn có hiểu cái phần mà vừa rồi chị chia sẻ không ạ? Chị cảm thấy là nó khá là đầy đủ đối với các em rồi đấy. Bây giờ chỉ là cần thêm thời gian để các bạn ngồi các bạn xem lại, xem đi xem lại là được thôi, đúng không? Chứ đâu có gì quá là khó khăn đâu. Chị nghĩ là với cái phần gợi ý vừa rồi của chị ấy, chị cảm giác như là nó rất là tự nhiên, giống như kiểu là chị đang kể cái câu chuyện cho các em thôi. Mà bản thân chị thì nghĩ rằng là khi mà chị kể cái câu chuyện như vậy thì các em sẽ dễ vào đầu hơn, hơn là cái việc là các bạn cứ phải gọi là lần mò từng ý, từng ý, từng ý, từng ý như vậy. Ok chưa? Các bạn ơi, sao ạ? Các bạn đã yên tâm hơn về hình ảnh người đàn bà hàng chài trong chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu chưa? À, chị bắt đầu nhận được những cái lời cảm ơn của các bạn đây rồi, thì ok chị nhé, các kiểu đây. Rồi, được không ạ? Tạo audio đi ạ. Hay lắm ạ. Trời ơi, nhận được những cái feedback của các bạn như vậy thì chị cảm thấy vui á. Dạ em hiểu ạ. Ok, rất là tốt. Mở sách ra đi chị ạ. Sách nè. Đúng không? Sách đây.
Các bạn đã sở hữu sổ tay văn học hay là tuyển tập 40 bài văn hay là gì nhở? Hay là cái gì ta? Săn 8 cộng của chị chưa? Tự nhiên lại quên đấy. Tiếc gì hả Việt Hoàng? Tiếc gì em? Ok chưa? Đó, một sông Đà một Nguyễn Tuân. Đây là phần chị viết đấy. Phần chị viết đó, một sông Đà một Nguyễn Tuân. Xịn sò không? Đây, nhìn này. Một sông Đà một Nguyễn Tuân. Đây. Rồi, chị tin là với cái phần chia sẻ vừa rồi của chị thì hơn 500 bạn ngày hôm nay đã có được những cái thông tin cần thiết để ngày mai nếu như mà có thi vào chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu ấy, thì các bạn cũng có thể có một cái gì nhỉ? À, cũng có thể có một cái hướng đi tốt cho bản thân mình rồi. Chị mong là các em cảm thấy cái phần phát trực tiếp này của chị hữu ích và không khiến cho các bạn cảm thấy là ôi, vào đây nghe kiểu rất là lãng phí thời gian, kiểu vậy. Em phòng muộn quá à. Một lát nữa xem lại đi em. Chị sẽ để lại cho các bạn nhá. Ok không? Ừ, nếu mà thi vào học kỳ vào bài này thì ok luôn. Đúng chưa nào? Rồi các bạn ơi, đây là sổ tay văn học em ạ. Đây là bộ sách khác. Các em ơi, nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nhá. Lại nhanh chóng share về thôi. Được không? Năm sau em review cho các em lứa sau. Nhớ nhá. Nhớ đấy nhá. Ơ, Thanh Thảo ơi, chị gửi rồi mà. Thảo ơi, chị gửi rồi đấy. Chị gửi rồi. Trời ơi, em chưa nhận được à? Các bạn ơi, chị mong là ngày hôm nay các bạn đã có được những cái phần bài làm hữu ích cùng với chị trong một cái khoảng thời gian chia sẻ như vậy. Và sáng mai chúng mình lại gặp nhau nhá. Chị sẽ cùng ôn lại cho các bạn về văn xuôi, bởi vì chị biết là cũng có nhiều bạn băn khoăn lắm về cái phần đó, đúng chưa? Thế nên là em ơi, ở trong cái phần mở đầu thì em cứ nói về cách giới thiệu này. Đấy, xong thì em sẽ nói về lai lịch ngoại hình này. Sau đó thì em sẽ nói về số phận này. Sau đó thì em sẽ nói về phẩm chất này. Ok không? Nhá, thì đấy là những cái mà các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nha. Ok chưa? Nhá, 5 giờ hả chị? 5 giờ hả chị? Các bạn ơi, hỏi gì cứ hỏi chị đi. Cứ hỏi chị thoải mái. Hôm nay chị cũng có nhiều thời gian. Ừ, mai 5 giờ nha. Mai hẹn mấy đứa 5 giờ nha. Vừa vào thì chị kết thúc. Ok nhá. Được rồi. Nhân dịp chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe một cái bài thơ. Được không? Chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe một cái bài thơ để chia tay các bạn ở trong chia tay các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Được không? Các bạn thích nghe thơ của ai ạ? Lâu lắm rồi chị không đọc thơ cho các bạn. Chị cảm thấy là kiểu tự nhiên chị cảm thấy mình bị lười quá. Lười vì không kiểu chịu đọc thơ cho các em ấy. Mà đấy là một trong những cái bài thơ mà đấy là một trong những cái chuyên mục mà các em kiểu rất là thích luôn ấy. Sao? Ok, mãi bên nhau chị nhớ. Rồi các bạn ơi, chị đọc tặng cho các bạn nghe một bài thơ mang tên là các bạn thích bài thơ gì? Xuân Diệu à? Các bạn thích bài thơ gì? Chị vừa phát trực tiếp với các em, vừa gọi là tranh thủ rep những cái thắc mắc của các bạn đấy. Rồi, các bạn ơi, chị muốn đọc tặng cho các bạn một bài thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Đây là một nhà thơ chị rất là thích, được không ạ? Bài thơ được mang tên là Thơ viết cho Quỳnh trên máy bay. Bài thơ như sau ạ. Có phải vì 15 năm yêu anh
trái tim em đã mệt. Cô gái bướng bỉnh, cô gái hay cười ngày xưa, mẹ của các con anh một tháng nay nằm viện. Chiếc giường trắng vách tường cũng trắng, một mình em với giấc ngủ chập chờn. Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn, trái tim lỡ yêu một người trai phiêu bạt, luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật, vẫn là gã trai nông nổi của em. Người chồng đoạn của em, 15 mùa hè trói lọi, 15 mùa đông dài. Người yêu ơi, có nhịp tim nào buồn khổ vì anh? Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền. Rồi em sẽ khỏe lên, em phải khỏe lên, bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi, nhiều việc phải làm, nhiều biển xa phải tới. Mùa hè náo động dưới kia, tiếng ve trong vườn nắng, và sau đê sông Hồng nước lớn, đỏ phập phồng như một trái tim đau. Từ nơi xa, anh vội về với em. Chiếc máy bay dọc sông, chiếc máy bay dọc sông Hồng, Hà Nội sau những đám mây. Anh dõi tìm đâu giữa chấm xanh nào có căn phòng bệnh viện nơi em ở. Trái tim anh trong ngực em rồi đó, hãy giữ gìn cho anh. Đêm hãy mơ những giấc mơ lành, ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh. Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất, vở kịch lớn, bài thơ hay nhất dành cho em, chưa kịp viết tặng em. Tấm màn nhung đỏ thắm mới bắt đầu kéo lên, những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc, bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát. Trái tim hãy vì anh mà khỏe mạnh, trái tim của mùa hè tổ ấm chở che anh. Các bạn ơi, đó là bài thư viết cho Quỳnh trên máy bay của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, được không ạ? Chị rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã xem phần livestream này và ở lại với chị đến tận bây giờ. Chị hẹn các bạn buổi sáng ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau vào lúc 5 giờ các em nhá. Còn bây giờ thì chị phải chuẩn bị đi ngủ để lấy sức sáng mai chiến đấu với các em đây nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo nha. Bye bye.